vườn mặt tiền lộ nhựa gần quốc lộ 1A cho cô chú và anh chị về nghỉ dưỡng đây ạ. Rất là xinh luôn anh chị ơi. Dạ, nhà đất Trần Ngô xin kính chào cô chú và anh chị nhé. Dạ, Bảo Thiện đang có mặt tại vị trí là xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì trên cái mặt tiền đường nhựa nãy giờ là anh chị thấy ha, xe cộ lưu thông đi lại rất là thường xuyên, vì chợ trường học ủy ban mình cũng gần đây nè. Và đặc biệt là cạch một con kênh khá là mát mẻ thế này luôn. Thiện có nhận là đến là 306 đất vườn, có đến 100m² thổ cư cho cô chú và anh chị về cất nhà nghỉ dưỡng luôn ha. Dạ, trước hết Thiện xin khái quát một chút về tuyến đường cũng như hướng đi của mình nè. Dạ, đường mình là đường nhựa 4m nha anh chị. Đường này thì tất nhiên là các loại xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ và xe tải mình chở vật liệu, vật tư đi lưu thông rất là thoải mái luôn anh chị ạ. Đường mình thì lưu thông hai đầu ha. Hướng này anh chị có thể di chuyển thẳng về là chợ Dòng Dứa cũng như là chợ Huệ của mình thuộc xã Long Định của mình, chỉ có là 1.5 cây thôi. Còn nếu mà anh chị đi hướng ngược lại này đây thì anh chị có thể lưu thông về là quốc lộ 1A của mình ha. Chỉ có 600m thôi anh chị ơi, rất là tuyệt vời luôn ạ. Ra quốc lộ anh chị rẽ phải, anh chị về hướng Mỹ Thuận á, thì anh chị sẽ bắt gặp với lại là Ủy ban nhân dân xã Long Định của mình, tầm khoảng là 3km nha cô chú và anh chị. Dạ, vị trí của mình anh chị về ngã ba Trung Lương của thành phố Mỹ Tho tầm khoảng là 9km, về bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh là 65km nha cô chú và anh chị. Mặc dù là Tết đã hết rồi nhưng mà Thiện vẫn còn cảm nhận được không khí xuân ha. Xuân vẫn ở lại với chúng ta, gia đình và bạn bè, bạn gì của chúng ta ở miền Tây là vẫn cắm những cái lá cờ đỏ sao vàng, rất là yêu nước, rất đẹp luôn anh chị ơi. Thiện xin được chia sẻ chi tiết luôn về cái mảnh vườn của mình, chi tiết cụ thể ranh mốc như thế nào cho cô chú và anh chị nắm rõ nha. Dạ, mảnh vườn của mình ngày hôm nay Bảo Thiện giới thiệu cho anh chị nằm ngay đây nha. Dạ, vườn của mình thì chủ của mình rất là kỹ, đã có sẵn là ranh mốc nè, và phía trước cũng đã là kéo lưới rào cho mình luôn rồi. Với tổng diện tích đó là 3.583m² thì mình có 2 sổ nha anh chị. Anh chị quan tâm cứ nhắn tin trực tiếp cho Thiện, Thiện gửi sổ cho cô chú và anh chị tham khảo nha. 3.583m² thì với mặt tiền của mình nó là được 27m1, thì mình có trụ ranh từ bên trái nè, anh chị đo ngang qua tới lưới rào bên phải 27.1, mình có chiều sâu và ở cạnh bên phải tay Thiện á là 136.8 và ở cạnh bên trái là 138.8m nha anh chị. Phần hậu của mình kết thúc với là 25.8m, trong đó anh chị có sẵn là 100m² thổ cư để về có thể là cất nhà vườn nghỉ dưỡng luôn. Dạ rồi, thì bây giờ Bảo Thiện xin mời cô chú và anh chị mình tiến sâu vào bên trong vườn ha. Mảnh vườn của mình thì mình tiếp giáp với một con kênh, sau đó thì mình sẽ đến cái con đường nhựa của mình ha. Kênh của mình Thiện thấy là lưu thông cũng khá là thường xuyên luôn. Và đặc biệt mình có một cái ưu điểm đó là cầu của mình cũng là cầu ô tô sẵn rồi nha anh chị, khá là rộng luôn. Thiện đo thì tầm khoảng là 3m luôn, thì anh chị có thể là đổ ô tô trực tiếp trên cầu, thì cầu làm cũng khá là chắc chắn. Kênh của mình là kênh lưu thông, anh chị có thể là lấy nước trực tiếp ở đây để mình tưới tiêu về cây cũng như là xả thải thì rất là chủ động luôn. Phía trước kênh lúc nào mình về cái việc trồng cây mình cũng sẽ là an tâm hơn, không có lệ thuộc, và đặc biệt đó là cái lượng phù sa vào cây nó cũng sẽ tốt để anh chị có thể là canh tác những loại cây giống như là anh chị trồng dừa nè, hay là muốn mình chêm thêm ít sầu riêng nhỏ nhỏ ví dụ như mỏng thon á, thì cái giống mỏng thon nó mạnh hơn, thì khi đó là anh chị có thể là trồng cây đạt cái năng suất tốt nhất nha. Đó, chủ mình rất kỹ luôn, đã cắm sẵn trụ ranh cho mình rồi. Lúc nãy Thiện có đề cập là mặt tiền của mình là 27m1, thì mình sẽ đo từ vị trí trụ ranh bên này, anh chị đo ngang qua bên kia cũng có sẵn lưới rào luôn. Chiều sâu vào hai cạnh tầm một cạnh 136.8, 136.6, phần hậu là 25m8 nha anh chị. Đất của mình thì cũng khá là vuông luôn. Mục đích sử dụng của mình thì 100m2 thổ cư, còn lại toàn bộ là đất trồng cây lâu năm nha cô chú và anh chị ơi. Thì đây thì gia chủ của mình cũng có dựng sẵn một cái chòi, thì thi thoảng anh chị về đây nghỉ mát cũng tránh nắng tránh mưa ha, cũng mát mẻ lắm luôn đó. Và trên vườn của mình chủ cũng đã lắp sẵn hệ thống tưới tiêu rồi nè anh chị, anh chị thấy ha. Gia chủ của mình hiện tại là đang chêm vào dừa nè, rồi bên kia là mình có đu đủ nữa, đây đu đủ nha anh chị, ống tưới tiêu cũng đã đặt sẵn cho anh chị luôn. Mảnh này rất là gần quốc lộ luôn, đi chỉ có 2 xoẹt thôi là tới quốc lộ, là chỉ có 600m à anh chị. Mặt tiền là xoay về hướng chánh bắc anh chị ha. Ở đây thì thấy còn dư đất khá nhiều, anh chị có thể trồng thêm dây leo nè, mình có thể là lên lý mình trồng rau màu giống như gia chủ mình ngày xưa
hoặc là chim dừa, chim kiển và mình tùy. Vì diện tích đất của mình rất là rộng. Và đặc biệt một cái thì thấy là đất rộng nhưng mà đất thịt nhiều nha anh chị. Không có mương rãnh nhiều ha, chỉ có một cái mương bên này với lại là cái đầu mương bên kia thôi. À, mương bên kia là cũng không phải nằm trên cái phần ranh giới của mình nữa. Nên Thiện thấy là mảnh này anh chị có rất là nhiều đất luôn để mình có thể là về đây canh tác. Đây, tới đây là tới cái lưới hàng rào của mình. À, các bạn Thiện có chia sẻ là tới đây là hết cái ranh bên phải, còn bên kia là ranh bên trái nha anh chị. Ui, đu đủ quá trời luôn anh chị ơi. Nè, em đi dọc dọc giáp sơ cái vườn cho cô chú và anh chị mình dễ hình dung. À, lúc trước có chủ gửi ảnh cho Thiện, Thiện thấy là có mấy đợt đó là đu đủ cho ra trái rất là ok luôn. Thì đu đủ lớn tầm tuổi như thế này rồi là anh chị về có thể cho quê lợi rồi nha anh chị. Đó, mảnh vườn này thì vuông, đẹp, sạch sẽ, không mồ mả, không ao đìa, đặc biệt có rất là nhiều thịt, gần quốc lộ 1A nữa. Và có sẵn 100 mét vuông thổ cư để anh chị có thể là về đây làm nhà vườn nghỉ dưỡng. Và anh chị cô chú ở thành phố Hồ Chí Minh khi có thổ cư mua cũng khá là yên tâm hơn nhiều nữa. Dạ, Thiện xin chia sẻ luôn đó là anh chị từ đây nhìn có thể thấy cái phần dây điện. Tuy nhiên nó không nằm trên cái phạm vi đất của mình nha anh chị. Thấy vậy chứ cũng khá là xa luôn á. Dạ, và toàn bộ mảnh vườn của mình 3.583 m². Chủ đang kêu với giá là 4 tỷ 400 triệu. Thì cái giá này tương ứng với tầm khoảng là 1 tỷ 230 triệu cho một công nha cô chú và anh chị. Thiện thấy là vị trí mà đường nhựa 4m nè, gần quốc lộ 1A nè, đất sạch sẽ không mồ mả, lại có sẵn thổ cư. Cái giá này Thiện thấy là cũng khá là ổn luôn. Và vẫn còn thương lượng chính chủ thêm cho mình nữa. Nên là cô chú và anh chị mình quan tâm, mình muốn sở hữu một cái mảnh vườn mà nó dung dứt, mà Thiện thấy là có thổ cư sẵn nữa. Ô tô thì tới nơi luôn, rất đẹp luôn. Thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho Bảo Thiện 0789 096 779 hoặc là anh Đình Khen 0367 090298 để về trực tiếp xem vườn, thương lượng chốt cọc cũng như công chứng liền tay chính chủ nha cô chú và anh chị. Dạ, anh chị ơi, năm mới bậc nhà đất Trần Ngô xin kính chúc cô chú và anh chị ngày càng nhiều giờ sức khỏe, thành công nhiều hơn nữa trên chặng đường phía trước nha. Đừng quên đăng ký kênh, ấn một lượt thích cũng như để lại những bình luận mình quan tâm bất động sản như thế nào, cũng như là muốn hỗ trợ gì thêm, góp ý thêm Trần Ngô chúng em thì hãy là mạnh dạn chia sẻ nha cô chú và anh chị ơi. Vậy rồi, Bảo Thiện xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại cô chú và anh chị nha.